ngồi đây mất nào được. Ở trên nhà mẹ em, ở trên nhà mẹ em, bọn trẻ con đang ở trên nhà, em đang làm gì? À, em chưa, đứa mầm non đi học rồi nhưng mà vẫn xin nghỉ hết tuần này, sang tuần thì mới cho đi. Ông anh chị nó vẫn được nghỉ, nó đi học nó lại kêu lần nữa. Ông nào hỏi mẹ thế?